Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình ghé cái dự kiện Tám Hương thì thấy có một số cái phôi mai cũng được đóng gói để chuẩn bị gửi cho khách hàng. Thì mình sẽ quay lại mình làm thêm một cái clip phôi để giới thiệu đến quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu nha. Anh Tám ơi, bữa nay có mấy phôi anh Tám ơi? Xin chào anh em. Dạ. Bữa nay tôi có về 4 cây mới. 4 cây mới mà hàng khủng đó nha. Hàng khủng đó. Hàng khủng. Tôi hàng khủng. Rồi, vậy là bây giờ có 2 cây tàn với 2 cây cắt. Rồi mấy cây trước là đóng gói gửi cho gửi cho anh em giao lưu rồi. Rồi. Rồi, vậy là bây giờ mình giới thiệu cây tàn. Tàn với phôi. Rồi. Bây giờ cái tàn nó mới bứng à. Mới bứng nha. Mới bứng. Cái này lặt lá nè, lặt lá để cho chỗ bông để nó biết bông. À. Để mình nói thực tế chứ mình không lặt lá thì mình nói làm bậy rồi anh em ta cười trách. Cái này là vàng sao anh? Mai vàng. Vàng mà biết mấy cánh không? Chưa biết, bởi vì lặt lá rồi trong vòng khoảng hai mấy ngày là có bông rồi. Còn cái bầu này có bông sao? Có bông. Bởi vì mình bứng cái bầu này chất lượng hả? Nó cũng đủ dinh dưỡng nữa. Đủ dinh dưỡng. Dẫn chỗ bông. Dẫn chỗ bông luôn ha. Mới bứng về hôm qua. Rồi mới bứng về hôm qua. Nguồn gốc cây này là ở tỉnh nào anh? Cái này ở mà Cái Tắc. Cái Tắc, Hậu Giang. Nụ nhiều lắm nha. Lặt lá ra nụ nè. Nụ này khoảng 25 ngày, 30 ngày là sẽ chỗ. Cái Tắc, Hậu Giang nha. Hậu Giang. Bây giờ trước tiên tôi giới thiệu cây này đi. Rồi tôi đo cái vòng cho anh em coi, cây này là bộ đế lực lắm anh em. Nó thông cây lắm anh em ơi. Bây giờ năm anh đo cái đường kính cái này bao nhiêu vậy anh? Bây giờ đo đường kính có cái bầu nè. Không, ở dưới trước đây. Rồi tôi vô cái bầu, tôi vô mấy vậy? Đo đường kính có bầu nè. Đường kính cái bầu nè. Là 94. 94 vô chậu thứ 2 hả? Vô chậu phải thứ 2 mới vừa. Thước một thước thì nuôi không đủ đâu. Bây giờ tôi đo nó, cái cây này nó thông cây lắm, tôi đo nó 3 đoạn đi để cho anh em tham khảo. 3 đoạn. Một đoạn ở dưới đoạn ở dưới cái bầu nè. Dạ. Dưới đế nó đó nha. Đó, dưới đế nó nè. Để tôi bỏ cái thước cho anh em tham khảo đây. Đó là hết cái thước mà nó mới tới đây à. Dần đế nó khủng lắm anh em ơi. Rồi bắt đầu tới đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là tôi đo trên đầu rễ này anh em. Trên đầu cuốn rễ nha anh em. Đầu rễ. Đó, đo chính xác gì anh em. Đó, trên đầu cuốn rễ nè. Đó, 418. Đó, trên đầu cuốn rễ đó. Rồi cái đoạn thứ ba là tôi đo trên này. Thì nó thông cây giống như một măng nha anh em ơi. 35. Rồi đo lên trên này nữa là nó thông cây dữ lắm. Cái này cắt bonsai được anh em. Dữ nó nghèo khoan nha. 24. Rồi lên trên này còn mười mấy anh em ơi. Rồi. Nó thông cây dữ lắm nè. 18. 18. Đó. Rồi, 24 là vàng 24. Vàng 18. Nó thẳng ra cây để tàn chơi cũng được mà cắt bonsai chung chơi cũng được. Rồi. Đó là cây số 1. Để mình ra rộng nha để xem. Quay trên. Cao khoảng 2,5 m á. Cao khoảng 2,5 m nha bà con. Chiều ngang cũng 2,5 m luôn. Chiều ngang cũng 2,5 m luôn. Đây là cây số 1. Cây số 1. Có giá là 45 triệu. 45 triệu. Rồi cây số 1 ngày 14 nha. Rồi 45 triệu nè bà con. Hôm nay ngày 14 không ta? Ngày 14. Làm riết ngày hết biết ngày luôn nha bà con ơi. Cái tàn đẹp mà nó cắt xuống môn sai cũng đẹp luôn. Rồi mình cũng đi tham khảo nhiều nơi cho anh chị cô bác anh chị tham khảo cái mai nha. Mình đi nhiều nơi là chỗ rẻ chỗ mắc gì mình cũng đi đầy đủ hết. Đó. Mắc rẻ cây là do là giá trị cây nha chứ không phải nó nhiều thứ lắm. Rồi.
Rồi. Rồi cây số 2 cây nào đây? Đây là cây số 2, cây này là bonsai đại. Bonsai đại. Cái này là cây khủng nha anh em. Vậy là mình đặt cái tên là bonsai đại đó. Bonsai đại đó là lớn đó, còn trung là bình thường, còn tiểu là nhỏ. Vì nó lớn quá mình phải kêu là bonsai đại. Cái này cái vô chậu thứ tư mới vừa anh em ơi. Bây giờ trước tiên tôi đo, bởi nó vót ngọn thông cây lắm. Bây giờ trước tiên tôi đo cái đường kính của cái bầu nè. Rồi đường kính cái bầu. Đấy, đường kính của bầu là gán giữ nha. Nè, gán giữ nè. Từ rễ này qua rễ kia là 105 anh em ơi. 105. Rồi. Cái vàng đế của nó là rồi bắt đầu tôi đo từng đoạn cho anh em coi nè nha. Ở trên ngọn của nó là chỉ có trên ngọn nè. Ở trên ngọn nó chỉ có là 29 nè. 29. Rồi tôi đo giọt đoạn giữa đó anh em coi nha. Qua đây, ở đây. Đoạn giữa nó là 50. Giữa 50. Đúng không? Rồi. Rồi có đoạn gần củ rễ của nó nè anh em coi nha. Đo gì chính xác khỏi ai nói gì hết. Đó. 67. 67. Rồi dưới cuốn rễ nó là đây, dưới cuốn rễ đây tôi để cái thước anh em coi, anh em giao lưu cho anh em đây, cuốn rễ đây. Đó. 104. Rồi đó, cái cuốn rễ đó. Đó, cái cây này là lực lưỡng lắm anh em ơi, nó cái dàn nó đều gan hết trơn à. Nó dữ lắm à. Ôm à. Hai người ôm á, mà nó dữ lắm. Này là hàng này hàng khủng đó anh em ơi. Cái này phải vô chậu thứ tư mới vừa, hàng khủng mà. Hàng khủng đi. Là cây này là cây số 2. Số 2. Bữa nay ngày 14. Cây này có giá là 80 triệu nha anh em. Nhiêu anh? 80 triệu. 80 triệu. Chi phí thương lượng anh em ơi. Cái này bao sống không anh? Bao hàng, bao sống chết luôn. Ở đây là bảo kê luôn. Ở đây là bao hết toàn bộ. Cây này già cây dữ vậy? Cây này khoảng như 70 năm gì? 70 năm. Dữ rồi à. Dữ bà, cây này nó có đế không à? Bonsai đại. Đó là rồi, tiếp theo cây nào nữa? Đây, cây này là đã vô chậu một tháng rồi. Đây. Cây này nó vô chậu một tháng rồi anh em ơi. Đế khủng luôn nè. Đế khủng. Đế là khỏi chơi đó. Dữ dằn không? Cái này là đo trong lòng chậu ha. Đó là ngoài. Đang vô chậu mấy là chậu này thứ hai anh em ơi. Đế là cái dàn đế là thôi khỏi nói rồi. Bỏ là hết cái thước luôn. Đây là bỏ vòng cái thước nè. Nó không có còn để đo được nè. Rồi. Mới có 2 phần 3 Cái thước nó bỏ rồi là nó là đế là đế hết biết rồi. Rồi. Đó. Đi vòng cái này chắc cây gửi thước quá. Bên đây nhìn qua nha. Rồi, cái này đo. Bây giờ đo cái hoành nè. Bây giờ mình đo hai khớp đi ha. Mình đo cái củ rễ đi ha. Cái đây trước đi. Đo trên trước. Rồi, đo đây trước đi. Đó. Giữ đó đi. 54. Rồi, mình đo lên chút. Để cho anh em mình tham khảo chứ để mình nói mà mình nó không chính xác.
46. Rồi vậy đi. Chiều cao. Chiều cao phải leo lên được. Chiều cao hết hết cái thước rồi anh em ơi. Ủa sao không bỏ gì vô đây rồi sao kêu? Có không? Nước gửi. Rồi. Rồi còn cái tàn này kia lộn kia. Giá anh ơi. Cái này là cây số 3. Cây số 3. Giá là 55 triệu anh em ơi. 55 triệu. Bao sống luôn. Bao chất lượng luôn. Bảo đảm. Chi phí thương lượng nha, tại vì mấy cây này là tốn tiền chi phí lắm. Tết này chắc chưa được ha. Cái này là Tết là chưa có bông đâu, tại vì mới vô chậu con tháng à. Rồi bây giờ cây nào nữa anh? Cái kia là rồi, tắt sẵn mình tắt lệnh quan luôn, tham quan thành phố Cần Thơ luôn nha. Tại vì lần này chặt quá phải để mấy cái tàn này. Tại vì chặt quá phải lại để hai chỗ. Đây, cái tàn mới về đó. Đó, cái tàn nó chỉnh rồi. Đây, cái này đó anh em ơi. Nói lớn lớn nha anh. Ồn dữ lắm nha. Đây cây này. Cây này vô chậu thứ tư anh em ơi. Chậu thứ tư. Chậu thứ tư. Đây cái tàn chuẩn. Cây này có trải xù nha anh em. Tại vì chặt quá anh em để đây. Để đây ban đêm nó cẩu rồi sao anh? Nó không dám đâu. Dạ. Mà nó làm cũng không nổi đâu. Em cái cẩu nằm lắng lại. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái dòng rễ của nó nè anh em. Dòng rễ. Đây dòng rễ của nó đây. Mới mới coi. Đi vòng. Đi vòng cho bà con xem nha. Cây này nuôi trong chậu là 5 năm rồi đó anh em ơi. 5 năm nuôi chậu. Rồi. Rồi. Rồi bắt đầu tôi đo cái dòng thân đó này anh em. Đây dòng thân của nó. 43. Rồi đó trên đó còn với cổ rễ thì nó nhiều nữa thôi thì đo vậy đi. Rồi, trên này đi. Trên này mấy nó nổi cục xù bự lắm anh em ơi. Nè quay cái cục xù này, cục xù này. Khổ mẹ nè. 57. Cục xù á, xù chảy nè. Có xù luôn nè. Rồi quay lên thân. Thân đều, chi cành đều. Nó nằm ở trong chậu là 5 năm rồi đó anh em ơi. 5 năm. Cái này là mình hồi đó mình có cắt cái đọt đúng không? Hồi đó hồi nhỏ người ta có cắt, bây giờ nó liền hết trơn rồi, đâu có còn théo thẹo gì đâu. À. Hết thẹo rồi. Cái tàn đó này anh em. Tàn dự chuẩn lắm á. Rồi cây này giá chưa anh ơi? Cây này là cây số 4. Cây số 4 nha anh em. Ở 4 này. Số 4. Ngày 14 tháng 8. Cây này có giá là 55 triệu đó anh em ơi. 55 nữa ha. Rồi. Tặng cái chậu không? Tự đi hết luôn. Đi hết nguyên con. Nhưng mà chi phí thì thương lượng nghe, tại vì mấy cái này phải đi cẩu không anh em ơi. Rồi. Không có bao chi phí nổi, bây giờ chỉ có là thương lượng thôi. Thương lượng thôi. Tại Cần Thơ thì Cần Thơ có thể tôi bao phí cước được tại trong thành phố. Còn nếu mà các tỉnh khác thì phải thương lượng mới được, bởi vì cái này là đi một xe cẩu mới. Rồi anh đọc lại số điện thoại với địa chỉ nhà mình luôn anh Tám ơi. Điện thoại của tôi là 0909 776169, Hoa Kiện Tám Hương. Số nhà là 319 đường Nguyễn Văn Cừ nói dài. Rồi. Thành phố Cần Thơ. Nó gần gần cái gì lớn lớn không?
nó gần gần cái bệnh viện Phan Di mới bây giờ đó. Ở ngoài thì bệnh viện Phương Châu. Đi vô 4 con lươn là tới. Cái tại vì nó khủng quá. Không, nó khủng quá phải để ở ngoài chứ để ở nhà đâu được. Để đâu có lọt. Cái tàn nó bề ngang là 4 mét rồi nè. 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi cao có nhiêu anh? Cao khoảng 4 mét à. Cao 4 mét đây. Bề ngang 3 mét rưỡi. Bề ngang 3 mét rưỡi. Tàn không? Thấy không? Tàn, tàn. Đó. Rồi nhắc giá lên đi. Cây này là bán tại chỗ, bán tại vườn là 55 triệu anh em ơi. 55 triệu. Tàn khủng nè anh em. Bán tại vườn. Khoảng 4 mét à. Rồi qua kiển 8 hương Cần Thơ. 55 triệu bán tại vườn. Cướp khí triệu. Giao dịch tính sao chứ giờ cái này phải đi cẩu rồi. Dạ. Rồi mình chi tiết một cái để cho các bạn tham khảo nha. Có nhu cầu thì liên hệ cho anh Tám. Mình chỉ đi review cho các bạn xem thôi. À, có gì ủng hộ đăng ký kênh để có những cái video mới nhất nha các bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Mến chào tạm biệt.